Nhà cửa cũng sạch sẽ, cũng gọn gàng, an toàn rồi. Xin mời hai robot trí tuệ và robot sức mạnh xuất hiện đi. Ta kiểm tra rồi. Còn robot trí tuệ đâu? Nè, robot trí tuệ. Được, để tôi kêu ông. Nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Nghe nó chỉ ngoài 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 ngoài. Gọi điện lại cái lâu quá. Dạ. Trí tệ đi là phải suy nghĩ, không được đi lẹ. Hành động đi. Hôm nay sao? Xuống đây làm gì? Là để xác nhận một thông tin. Thông tin gì? Có một cái gia đình này, nó nộp hồ sơ lên hành tinh Satara. Hành tinh này rất là bí ẩn. Chúng ta phải duyệt những hồ sơ mà xích sắc nhất, mà giỏi nhất của những người trái đất. Rồi. Đứng im. Đứng im. Ai vậy? Cái gì mập ốm cao lùn đủ vậy? Đứng im. Rồi. Trời ơi. Cái gì vậy? Nó an toàn, ngồi xuống. Giống cái lớp mẹ em quá hả? Đúng rồi. Nhưng mà hành tinh Satara nó mới có. Satara? Dạ, yeah, chứ không có gần ta đâu. Theo như hồ sơ của thí chủ này đăng ký thì hồ sơ nó ra sao vậy? Cho tôi một thông tin của hồ sơ của gái này coi. Hồ sơ nè. Tên Khởi My, địa chỉ hồ quán Tiêu Lâm. Cái gì? Siêu sao giải trí. Wow. Khả năng đặc biệt vừa hát cái lương vừa chạy hip hop. Có khả năng nói 30 từ trong một giây. Nhào lộn như diễn viên xiếc và cả múa lụa. Rất nhiều tài năng. Xứng đáng về hành tinh Satara. Nhưng mà cô muốn về hành tinh của chúng ta thì cô phải làm được tất cả những khả năng này. Ta sẽ cho cô về hành tinh. Con quỷ nào gửi vậy? Gì đâu hát cải lương. Hội quán Tiêu Lâm gửi về đây. Quánh, loài người bây giờ lì lắm. Quánh. Ê, khỏi, khoan, không, đừng quánh làm. Loài người bây giờ lì lắm. Quánh. Đừng. Bây giờ cô làm tất cả những tài năng đặc biệt như kia, hồ sơ sẽ được chấp nhận. Còn 3 giây nếu không làm sẽ bị quánh. Hát cải lương. 3. Rồi, hai, biết múa một, quánh, không làm quánh đâu. Má ơi. Có biết múa không? Biết. Múa gì? Múa dẻo. Rồi, ra múa lần làm đi. Làm đi, còn 3 giây. Ra múa lần đi. 3, 2, 1. Rồi, múa dẻo. Hát hip hop đi. Hát hip hop. You put your hands up. Everybody say yeah. Yeah. Hát gì vậy? Hát hip hop. Ở dưới đây hát hip hop là vậy đó. Chống cự quánh. Cái gì vậy trời? Làm đúng rồi ông nội, lùng mà lối quá. Quánh ta kìa, quánh nó. Rồi nói 50 giây một từ, ta coi coi. Cái đó là bị điên, quánh. Hát bài gì đàng hoàng nghiêm túc coi. Hát bài gì đàng hoàng nghiêm túc hả? 3, 2, một. Kể từ ngày đó Giang không chẳng thấy phương. Phương sống ra sao. Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến Giang. À, được rồi, hay. Chế lời bài hát quánh. Cái gì quá vậy? Mắc cười quá à. Bây giờ vừa nhảy hiếp hốp vừa hát cái lương tao coi coi. Làm thử đi. Cãi lời, 3, 2, 1, quánh. Quánh. Hát lương hát. Má ơi đừng gạt con sao. Chứ kêu giường phố đi. Hát nhỏ quá. Không đủ tri thức để phân biệt đâu là âm nhạc, đâu là cải lương, quánh. Nhưng mà con tức quá tại sao quánh hoài vậy? Robot là đụng được quánh thôi. Cái gì vậy? Trời ơi My, anh đã nói bao nhiêu lần là học không lo học. Bây giờ suốt ngày chơi điện tử, bây giờ mà mua mấy con robot. Cái công tắc nó đâu tắt hết coi. Anh vừa tắt đi, anh vừa tắt đi. Cái công tắc quánh. Thằng này quánh mạnh vô. Thằng này quánh mạnh vô. Mày à, cái công tắc nó ở đâu? Nó không phải con robot anh ơi. Nó cái là vậy? Cái đó là cái gì vậy? Để đây. Đứng lại. Đứng lại. Hồ sơ của nó đâu? Đứng lại làm gì? Hồ sơ gì? Đệ nhất ảo thuật gia. Rồi, khả năng đặc biệt luôn rồi. Không thành có, đổi trắng thành đen.
khả năng diễn đạt bằng ngôn ngữ hình thể. Bạn nói người này là gì vậy? Bắt đầu. Người này là ta là hành tinh Satara kiểm soát trái đất này. Gia đình ngươi từ hội quán Tiêu Lâm đã gửi một thông tin về. Bây giờ ta phải kiểm chứng thông tin của ngươi thì ngươi mới được việc về hành tinh Satara. Làm đi không bị quýnh đó. Được. 3, 2, 1, ảo thuật. Được, để ta cho hắn ảo thuật. Đâu? Biến không thành có coi. Ảo thuật hè phố. Hai bàn tay trắng. Ngươi phải ảo thuật cho ta coi. Làm sao trong 30 giây ngươi ảo thuật được miếng giấy trắng trong này nó thành 500.000. À, cái đó bài học thứ hai rồi, tôi mới học bài đầu học đầu tiên là đưa 500.000 đi tôi biến thành tờ giấy trắng cho. Quýnh nó dám cãi hành tinh chúng ta. Quýnh nó. Cái gì hành tinh này, hành tinh bạo lực quá vậy. Dùng ảo thuật đúng không? Ảo thuật cho coi. Hè phố luôn nè. Hè phố. Một con tay. Một con tay. Rồi. Biến thành hai con tay đúng không? Nè, hai con tay đúng không? Qua đây liền, thấy chưa? À, quýnh. Cái gì vậy? Ây da. Quýnh mạnh lên. Quýnh nè. Nè, một ngón tay nè. Qua đây liền, thấy chưa? Thấy ghê chưa? Nè. Thôi, để cho nó xíu tiếp đi. Ta sẽ làm cho một ngón tay này mất luôn. Bậy rồi, bậy rồi. Ngươi có làm ảo thuật được hay không? Ảo thuật là sự phối hợp với nhau đó, nãy giờ ảo thuật rồi đó. Bây giờ nếu ngươi không làm ảo thuật được. Nè, biến trắng thành đen nè, nè. Quánh trắng nè, đen nè, đó trắng đen nè, thấy chưa? Được hết, được hết. Cái này được, cái này được. Đổi trắng hay đen được hết. Được. Quánh à, cái gì kỳ vậy? Ôi trời ơi, cái gì, cái hành tinh này cái gì vậy? Bom nổi loạn luôn. Bây giờ sao? Bây giờ mấy người sao? Mấy người thôi, được. Quánh đi, rồi cái hành tinh này quánh hoài. Cái gì vậy? Đây nè, cái gì? Mẹ. Trời ơi, cái gì vậy? Mẹ bỏ tiền ra mẹ mua đồ chơi cho tụi con. Bây giờ mẹ mua nhiều quá mà tụi con cũng còn tranh giành nhau là sao? Không tại sao? Con robot này. Tại sao hành tinh trái đất? Tại sao hành tinh trái đất có một con quỷ như thế này? Quánh, quánh. Bậy ơi. Cái gì mà con mua cái con mua cái robot gì mà nó chửi mẹ quá vậy con? Tất cả chú ý đây. Chú ý. Hồ sơ ứng viên. Cái gì? Ai vậy? Của ai mà đẹp vậy? Tôi nè. Trời ơi, tôi đẹp quá nè. Trời ơi, người mẫu hành tinh. Siêu mẫu vũ em. Khả năng đặc biệt. Giọng nói có khả năng giải tán đám đông. Nói sao giải tán đám đông coi. Mẹ ơi, cái này mẹ làm được. Cái mẹ, này chắc chắn mẹ làm được. Cái này của em mẹ ổn á. 2, 3, bắt đầu. Mẹ quỷ sao? Đi quỷ sao? Ổn không mẹ? Cái này không phải là khủng bố nữa con. Vũ em một lúc vỗ 5 đứa con nít, cho 5 đứa con nít bú. Cái gì vậy? Tự nhiên vô đây bắt tôi làm tôi lưa hạt dưa vậy trời? Vỗ em 5 đứa. Rớt nè, nó rớt nè. Trời ơi, cái này mà kêu em hả? Cũng nặng lắm nè. Cái gì vậy? Một lúc phải cho 5 đứa bú. Cái cục gì vậy mẹ ơi? Ủa con kiếm trước cũng làm ác lắm nè, nên nặng quá à. Mấy con ơi, phụ mẹ đi mấy con. Xếp các em nằm ngay ngắn. Rồi. Xếp nằm ngay ngắn xuống. Xếp các em nằm ngay ngắn vô. Rồi, một mình nói chuyện với các em đi. 2, 3, bắt đầu. Chết. Chà. Chết con nít. Đừng có để vô đó. Chà. Thằng Út là ngon nhất nè. Không biết vô đâu đây. Cái bên hạt cái gì? Kẹp mấy khỉu quá mẹ. Nó khóc kìa. Thôi bỏ đi đây. Làm mấy ca khó không à? Nè bà ơi, cái này dễ hơn nè bà. Ca này cũng lạ. Con ẩm giùm mẹ anh tay con. Đút cái mỏ. Đút cái mỏ 5 đứa vô. Mày phụ mẹ tay đi con. Cái nguồn của mẹ nó có một nguồn mà tới 5 đứa lận. Rồi đây. Đó. Mấy con thấy ca này khó bỏ rồi ơi. Sữa nó đi nhiều quá, nó kêu như cái máy vậy đó. Tao nghĩ đi. Tao tin khả năng của ngươi làm được. Nghĩ Sữa cho phải ống cống đâu mà ọc. Thôi, khả năng cắt quốc đâu, đi thử coi. Đi cắt quốc. Con mang người đâu mà vô hành hạ mẹ quá vậy con. Đăng ký là người mẫu với em mà bây giờ là người mẫu đi. Đứng lên cắt quốc coi. Lên mẹ. Rồi. Cắt quốc coi. Dẹp các con qua bên đi.
gì đâu mà để tùm lum tùm la hết trơn. Trời ơi, con cái này là tưởng tượng mà, cái này là tưởng tượng thôi chứ đâu phải là con nít đâu. Thấy cười vậy, bị khùng. Rồi catwalk, nhặt lên đi. Được luôn hả mẹ? Mẹ gán nha, ông ấy thì con thấy không kham mẹ nhân nha. Wow, bốc quá mẹ ơi. Mẹ tao hay quá. Xoay vòng mẹ ơi. Vòng với ta nè, đi một vòng với ta nè, đi nè, đi nè. Nè, không rồi đó nè. Gì vậy? Hai robot thấy sao? Tăng xong. Sao vậy? Ủa rồi cuối cùng mấy quỷ nào mà nó vô nó hành tu quá vậy? Một lát rồi biết. Còn một hồ sơ quan trọng nữa. Hey. Đừng nói ba nha. Trời ơi. Đại lực sĩ. Nói như hát khỏe như phạm văn mách. Múa đẹp như linh nga. Trời ơi, ba tôi mà có cơ bắp hả? Ông ơi, ông về đây cứu tôi ông ơi. Ngồi đó đi. Có người hành tinh thôi, nó hành hạ. Vô ngồi. Hành tinh một mình chú này đứng lại. Hồ sơ chú đang duyệt, chú đừng đi đâu hết. Đây, đó. Thử đã. Hồ sơ chú đăng ký là chú Mạnh như là phạm văn mách. Chú diễn y như phạm nhân mắt coi coi. Hay làm gì? Về hành tinh Satara, hành tinh quản lý mạng xã hội của thế giới này. Tao đâu có rảnh. Nghe nè, chú có xài Facebook không? Chú không có xài điện thoại không? Hành tinh của chúng tôi quản lý hết đó. Mày quản lý kệ mày chứ, mày không thích tao trả lại. Trí tuệ. Ở cái trái đất của người thật là rối ren. Sống ở trái đất không yên ổn đòi là hành tinh của ta. Satara đi. Các người không bao giờ đủ tiêu chuẩn đâu. Chỉ có những người bình thường như tụi ta mới ở xong được hành tinh đó thôi. Về. Trời ơi. Mừng quá ông ơi. Ê, sao ông kỳ vô mà một thằng nó bỏ đi rồi đó. Bây giờ còn hai máy này sao ông dời đi giùm tôi. Cái ông bom này nè. Cái ông bom này nè. Tao xuống đây có chuyện gì? Sao? Sao ông nói lên lời vậy? Sao không quên giống hồi nãy đi? Đi nghiên cứu, trước khi muốn lên hành tinh nó phải nghiên cứu. Hai đứa phụ dở hai cái tay nó lên coi. Dạ. Ê, điện trực. Điện trực. Để ba tôi nghiên cứu. Tôi sợ điện mà sợ gì? Còn thằng nữa. Rồi, tắt luôn. Sao rồi. Đừng đụng ta chạy nhanh lắm. Đừng đụng ta. Chạy đâu cho thớt mà mày đừng có đụng ta. Mày chết cha ta rồi. Cầu nguyện đi. Lý tệ cứu ta. Thằng này nữa. Nếu như loài người cứ sống ảo như vậy. Ảo. Đeo mà. Ảo. Đeo mà. Dễ ăn tinh. Chết. Có những gia đình, có những con người sống vì mạng xã hội mà không biết đâu là thật, đâu là ảo. Họ không biết cuộc sống của họ đang bị đè bẹp bởi những thông tin sai trái trên mạng. Sao vậy, Satara? Sao vậy? Không còn pin nữa. Hết pin rồi.